Xin chào các bạn và chào mừng các bạn đã cùng quay trở lại với Phê Phim. Và đây là nhân vật điện ảnh, nơi mà mình sẽ nói về những điều thú vị xung quanh các diễn viên, đạo diễn và những con người có ảnh hưởng tới nền điện ảnh thế giới. Cuối tháng 4 này, bộ phim được mong chờ nhất của vũ trụ điện ảnh Marvel, Avengers Endgame sẽ ra mắt khán giả Việt Nam. Ở lần trước, chúng mình đã nói đến Robert Downey Jr., người cùng với vai diễn Iron Man đã đặt những viên gạch đầu tiên cho vũ trụ điện ảnh lớn nhất hành tinh MCU. Trong video này, chúng ta sẽ cùng nhau đi qua cuộc đời của bông hồng đầu tiên trong biệt đội báo thù Avengers và không ai khác đó chính là góa phụ đen quyến rũ Scarlett Johansson. Video này có tham khảo từ Wikipedia cùng với một số trang báo trong và ngoài nước khác. Và không để các bạn phải chờ lâu nữa, chúng ta cùng bắt đầu video thôi. Scarlett Johansson được ra đời tại Manhattan, New York vào ngày 22 tháng 11 năm 1984. Sinh ra và trưởng thành trong một gia đình có tới 5 anh chị em, Scarlett là người em út. Cha cô là một kiến trúc sư người Đan Mạch, còn mẹ cô lại là một người Ba Lan. Đó chính là lý do cô sở hữu sắc đẹp tuyệt vời được pha trộn từ hai dòng máu này. Ngay từ thuở nhỏ, Scarlett đã bộc lộ niềm ham thích và năng khiếu với diễn xuất, nên cha mẹ cô đã cho cô đi học tại Viện Kịch nghệ Lee Strasberg dành cho thiếu nhi. Scarlett khi chỉ mới là một cô bé 8 tuổi đã thử sức lần đầu qua việc tham gia show Late Night with Conan O'Brien năm 1993. Scarlett của những năm tháng thiếu niên đã tham gia vào không ít các bộ phim như North năm 1994, Just Cause năm 1995, If Lucy Fell năm 1996. Đó tất cả đều chỉ là những vai diễn nhỏ và không gây được quá nhiều tiếng vang. Mãi cho đến năm 1998, Scarlett chứng tỏ được thực lực của mình khi hóa thân vào vai diễn Grace McLean trong bộ phim The Horse Whisperer, một cô bé bị thương nghiêm trọng trong một tai nạn kinh hoàng khi cô và chú ngựa Pilgrim của mình bị một chiếc ô tô đâm phải. Vai diễn này đã đem đến cho Scarlett nhiều sự chú ý, từ đó cô nhận được rất nhiều lời mời tham gia những dự án khác sau đó. Ở tuổi 18, lần đầu tiên Scarlett Johansson cho người ta thấy rằng mình đích thị là biểu tượng sex thế hệ mới của Hollywood. Mái tóc vàng, thân hình bốc lửa, nhưng gương mặt lại quá đỗi mong manh, vẫn còn nhốm nét ngây thơ, khiến cho trái tim nhiều anh đàn ông điên đảo. Tuy nhiên, không giống như những biểu tượng sex khác, chọn những bộ phim tình cảm lãng mạn nhạt nhòa không có điểm nhấn gì ngoài sự đẹp đẽ, Scarlett Johansson thử thức trong rất nhiều tác phẩm có chiều sâu. Năm 2003, Scarlett Johansson đã chinh phục trái tim khán giả bằng hai tác phẩm Lost in Translation cùng Bill Murray và Girl with the Pearl Earring, thiếu nữ đeo hoa tai ngọc trai. Trong Lost in Translation, Scarlett vào vai Charlotte, một cô sinh viên trẻ vừa tốt nghiệp, theo chồng của mình đến Tokyo công tác. Charlotte lo lắng về tương lai của cuộc hôn nhân với chồng cô. Ở đây, cô gặp Bob, một ngôi sao điện ảnh lão làng đã đổ dốc bên kia của sự nghiệp. Cả hai chia sẻ nỗi cô đơn giữa đất trời Tokyo. Bộ phim chẳng có nhiều lời thoại, nhưng người ta vẫn bị thu hút bởi cái nhìn lém lỉnh, dễ thương, ngọt ngào của một cô gái trẻ. Vẻ hờ hững khi Scarlett cầm điếu thuốc ngồi ở quầy bar, rồi thì dáng vẻ cô đơn đến quay ngoắt khi cô ngồi trên bệ cửa sổ và cúi đầu ngắm nhìn thành phố. Cảnh phim này đã trở thành một trong những khoảnh khắc vô cùng đáng nhớ trong lịch sử điện ảnh những năm đầu của thập niên 2000. Trong Girl with the Pearl Earring, Scarlett vào vai cô gái nhỏ Grit vì biến cố gia đình phải đi làm người hầu cho tổ ấm đông đúc của ông họa sĩ Vermeer và đã trở thành nguyên mẫu cho bức tranh của ông. Nếu Grit là nàng thơ của Vermeer thì Scarlett cũng là nàng thơ trong trái tim của biết bao người. Ở cô vừa có sự ngây thơ, mỏng manh của một cô thiếu nữ, vừa có vẻ quyến rũ, thanh thục của một người phụ nữ. Cảnh phim khiến người xem rung động nhất có lẽ là khi Vermeer xỏ chiếc khuyên tai ngọc trai cho nàng thơ của mình và nước mắt rơi trên khuôn mặt xinh đẹp giống như một tác phẩm nghệ thuật của Scarlett. Ai đó thốt lên, nếu cô gái trong bức tranh thiếu nữ đeo hoa tai ngọc trai có đẹp thì có lẽ cũng chỉ đẹp đến thế này thôi. Nhờ hai màn thể hiện xuất sắc trong năm 2003, Scarlett Johansson đã nhận tới hai đề cử ở giải Quả Cầu Vàng và giải BAFTA. Năm 2005, Scarlett Johansson hợp tác cùng đạo diễn Woody Allen trong bộ phim Match Point. Ở trong bộ phim này, Scarlett thể hiện vai một cô diễn viên với khát vọng đổi đời, với vẻ đẹp mong manh và đầy tinh tế. Năm 2006, Scarlett vào vai Olivia, phụ tá của ảo thuật gia trong The Prestige của Nolan. Với mái tóc vàng được làm cầu kỳ, những bộ trang phục lộng lẫy của một tình yêu cuồng nhiệt và trung thủy. Năm 2008, Scarlett lại có mặt trong một bộ phim nữa của Woody Allen, Vicky Cristina Barcelona, một bộ phim về tình tay ba, cũng với một hình ảnh tương tự, mái tóc vàng cùng với vẻ đẹp hoàn hảo. Scarlett hôn Penelope Cruz trong một căn phòng tối mờ ảo. Nói về vẻ đẹp của Scarlett Johansson, đạo diễn Woody Allen chia sẻ, Scarlett nóng bỏng, sắc sảo và quá đỗi gợi cảm. Có cô gái này diễn trong phim của tôi thấy mình vui như trúng số độc đắc vậy. Dường như Scarlett Johansson của thời kỳ này gắn liền với hình ảnh đó, hình ảnh một người phụ nữ đẹp đến khó tin, có chút quyến rũ, có chút ngây thơ, có chút mong manh sẽ vỡ. Tất cả tưởng chừng như không thay đổi, cho đến khi Scarlett bất ngờ trở thành Black Widow.
Năm 2010, người ta bất ngờ thấy Scarlett Johansson trong vai Black Widow, quả phụ đen trong Iron Man phần 2. Đây là lần đầu tiên cô xuất hiện trong một bộ phim bom tấn. Mái tóc đỏ rực, thân hình quyến rũ, tuy nhiên lại có những màn cận chiến vô cùng khủng và nhiệt. Scarlett Johansson đã thành công chinh phục trái tim của các fan Marvel. Giờ đây, nếu nhắc tới Black Widow, người ta khó có thể tưởng tượng ra hình ảnh nào khác ngoài Scarlett Johansson trong bộ đồ bó đen tuyền ôm sát cơ thể, ánh mắt lạnh lùng, phía sau là khói lửa bừng bừng của một cuộc chiến vừa kết thúc. Đến nay, Scarlett Johansson đã đi cùng với các fan Marvel trong tất cả là 6 phim: Iron Man phần 2, The Avengers, Captain America: The Winter Soldier, Avengers: Age of Ultron, Captain America: Civil War, Avengers: Infinity War và sắp tới là Avengers: Endgame. Chia sẻ với báo giới về Black Widow, Scarlett nói rằng: "Việc này thật khó, nhưng tôi thật sự thích là Natasha được đóng Black Widow. Đó là một hành trình thú vị. Tôi theo chân nhân vật và phát triển cô ấy qua từng phần phim. Đó là một nhân vật thực sự bí ẩn và có một câu chuyện tuyệt vời. Vì vậy tôi có quá nhiều thứ phải thể hiện." Nhờ thành công với Black Widow và sự cống hiến không biết mệt mỏi của mình, năm 2012, Scarlett Johansson đã có cho mình một ngôi sao trên đại lộ danh vọng. Cô còn được tạp chí Forbes liệt kê vào vị trí dẫn đầu trong danh sách những nữ diễn viên có thu nhập cao nhất trong năm 2018, với tổng thu nhập kiếm được lên tới con số 40,5 triệu USD. Sau Black Widow, Scarlett Johansson không quay lại với những vai diễn mỏng manh nữa và bắt đầu dấn thân vào con đường đả nữ. Năm 2014, Scarlett Johansson vào vai Lucy bị bắt cóc bởi một nhóm tội phạm và bị đưa vào cơ thể một loại thuốc lạ. Thứ thuốc này vô tình rỉ ra và làm cho cô có siêu năng lực đặc biệt. Đây có lẽ là một trong những nhân vật bá đạo nhất trên màn ảnh. Chưa có ai bá hơn khi cô nàng có thể khai thác 100% sức mạnh não bộ và có những sức mạnh vô cùng khủng như điều khiển mọi thứ bằng tâm trí, thay đổi không gian thời gian và thậm chí còn có thể biến thành một cái USB. Lucy là một bộ phim thành công bất ngờ, với doanh thu phòng vé là 463,4 triệu đô khi chỉ có 40 triệu đô kinh phí bỏ ra. Năm 2017, Scarlett lại tiếp tục làm đả nữ trong Ghost in the Shell. Trong bộ phim này, cô vào vai một thiếu tá quân đội có cơ thể nhân tạo ghép với bộ não của người. Dù phim thất bại ở vòng vé và nhận rất nhiều ý kiến trái chiều về việc tẩy trắng nhân vật, nhưng Scarlett Johansson cũng đã cố gắng hết sức để thể hiện tốt vai diễn của mình. Con đường đả nữ vừa có mặt tốt và mặt không tốt. Tốt vì Scarlett Johansson đã thoát khỏi những vai diễn cố định cho những người quá đẹp, tóc vàng, quyến rũ, mong manh. Xấu vì chính các mác đả nữ này đã lại đóng khung con đường mà Scarlett đang đi. Sắp tới, dù những gương mặt kỳ cựu của Team Avengers đã đi gần hết, Scarlett vẫn còn ở lại. Rồi người ta bất chợt nhớ đến hình ảnh cô gái trẻ Charlotte ngồi cô đơn trên khung cửa sổ Tokyo năm nào. Hình ảnh này liệu bao lâu nữa khán giả mới được thấy lại? Dù có sự nghiệp vô cùng rực rỡ, nhưng đường tình duyên của quả phụ đen lại gặp nhiều trắc trở. Cuộc hôn nhân của Scarlett và anh chàng Deadpool, Ryan Reynolds, vào năm 2008 đã kết thúc chỉ vỏn vẹn 3 năm sau đó. Lúc ấy, Scarlett là một ngôi sao đang lên của Hollywood với rất nhiều các dự án khác nhau. Đó còn là thời điểm khởi đầu của vũ trụ điện ảnh MCU và cũng là thời điểm mà Scarlett nhận được vai diễn Black Widow. Tuy nhiên, Ryan Reynolds trước khi nổi lên với Deadpool, anh chàng là một diễn viên không quá nổi bật và còn phải đối diện với sự thất bại của bom xịt Green Lantern năm 2011. Sự không cân bằng này giữa hai người lúc đó cũng có thể là nguyên nhân dẫn đến cuộc ly hôn trong yên lặng này. Chia sẻ với báo chí, Scarlett có nói như sau: "Phải có một sự thấu hiểu thật sự về cách mà hai người đang dành thời gian cho nhau, nhất là khi cả hai đều đang ở vị trí ngang nhau trong sự nghiệp. Đó sẽ là một thử thách lớn khi một người đạt được nhiều thành công hơn người còn lại. Điều này có thể dẫn tới sự ganh đua nhau." Sau đó vào năm 2014, Scarlett tái hôn với nhà báo người Pháp Romain Doriac và cả hai đã có với nhau một cô con gái nhỏ. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân này đã không kéo dài được lâu khi vào năm 2017, tức là 3 năm sau đám cưới, họ đã tuyên bố ly thân. Ngoài những cuộc hôn nhân chính thức, cũng có khá nhiều những tin đồn to nhỏ xung quanh chuyện hẹn hò của Scarlett với những anh chàng khác như Justin Timberlake, Bradley Cooper hay đội trưởng Mỹ Chris Evans. Không chỉ tập trung đóng các bộ phim sở trường, Scarlett Johansson cũng thử sức mình ở nhiều thể loại khác nhau. Cô tham gia vào các tác phẩm như chính kịch tiểu sử Hitchcock năm 2012, kinh dị viễn tưởng Under the Skin năm 2013, phim hài lầy bựa Rough Night năm 2017, kể về năm cô gái mở tiệc từ bỏ cuộc sống độc thân, vô tình làm đột tử một anh chàng vũ công sáu múi. Cô cũng là một giọng lồng tiếng khá được ưa thích khi được chọn lồng tiếng cho trí thông minh nhân tạo Samantha trong Her năm 2013, Nutmeg trong I Love Dogs của Wes Anderson, nàng rắn ca tinh quái trong Live Action của The Jungle Book năm 2016 hay chú nhím Ash trong bộ phim hoạt hình âm nhạc Sing năm 2016. Ngoài là một diễn viên giỏi, Scarlett còn dấn thân vào lĩnh vực âm nhạc với hai đĩa đơn được ra mắt vào năm 2008 là Summertime và Falling Down, được trích ra từ album phòng thu mang tựa đề Anywhere I Lay My Head.
các sản phẩm âm nhạc này tuy không gây được nhiều tiếng vang, nhưng điều này lại chứng tỏ Scarlett Johansson là một nghệ sĩ vô cùng đa dạng và không ngần ngại thử sức với những điều mới mẻ. Năm 2009, cô xuất hiện lần đầu trên sân khấu Broadway với vở A View from the Bridge của Arthur Miller. Johansson đã nhận được những đánh giá tích cực cho màn trình diễn thuyết phục của cô trong vai Catherine, một cô gái tuổi teen được dì và chú của cô nuôi dưỡng. Với màn thể hiện ấn tượng của mình, Johansson đã giành được một giải Tony, giải thưởng danh giá trong lĩnh vực nhạc kịch. Ngoài là một nữ siêu anh hùng trừ gian diệt bạo trên màn ảnh, Scarlett ngoài đời cũng là một nhà hoạt động nữ quyền rất sôi nổi và mạnh mẽ. Cô đã thẳng thừng phản đối tiền tài trợ từ Thái tử Ả Rập Xê Út Mohammed bin Salman cho bộ phim It's What I Do của cô. Đây là một bộ phim kể về hồi ký của một nữ nhiếp ảnh gia người Mỹ tên là Lindsay Addario. Cô nổi tiếng vì đã mang đến những phóng sự chân thực về chiến tranh và số phận nghiệt ngã của những người phụ nữ sống ở những đất nước cổ hủ. Scarlett Johansson dự kiến sẽ vào vai nữ phóng viên này. Nói qua một chút về Mohammed bin Salman, đây là kẻ đã duy trì cuộc chiến ở Yemen, một kẻ sát nhân máu lạnh và khinh miệt phụ nữ. Scarlett đã dũng cảm tuyên bố phản đối và không nhận một đồng tài trợ nào từ kẻ này, chứng tỏ sự cương quyết và mạnh mẽ của cô trong những hoạt động ủng hộ tinh thần nữ quyền. Vào đầu năm 2018, Scarlett và rất nhiều người nổi tiếng khác đã khởi động chiến dịch Time's Up, một chiến dịch được thực hiện để bảo vệ phụ nữ khỏi bạo hành và tấn công tình dục. Với tất cả những gì mà Scarlett đã làm cho cộng đồng qua sức ảnh hưởng của mình, quả thực không ngoa khi nói rằng Scarlett chính là một nữ anh hùng ngoài đời thực. Sắp tới, khi mà những thành viên gạo cội của biệt đội báo thù sẽ kết thúc cuộc hành trình của mình với MCU sau Avengers Endgame, thì Scarlett của chúng ta sẽ vẫn là Black Widow trong phim lẻ cùng tên được đạo diễn bởi Kate Shortland. Chưa có nhiều thông tin được hé lộ về bộ phim này. Tuy nhiên, Black Widow được dự đoán sẽ xoay quanh câu chuyện về nữ điệp viên Natasha Romanoff được huấn luyện bởi KGB trước khi gia nhập SHIELD. Phải mất 10 năm chúng ta mới có tên một nữ siêu anh hùng đầu tiên được đưa vào tên của một bộ phim MCU là Ant-Man and the Wasp. Và tới một năm sau đó, chúng ta mới có một phim riêng cho nữ siêu anh hùng đầu tiên của vũ trụ này, Captain Marvel. Liệu Black Widow có phải là một dự án quá muộn màng dành cho nữ anh hùng đã quá quen thuộc với khán giả trung thành hay không? Chúng ta hãy cùng chờ xem nhé! Và đó là tất cả những điều mà bọn mình muốn kể cho các bạn nghe về Scarlett Johansson. Chúng mình rất cần nhiều hơn nữa sự ủng hộ của các bạn cho chuyên mục này. Nên hãy like và share video này để chúng tôi có thêm thật nhiều động lực nhé. Ok, nếu đây là lần đầu các bạn đến với Phê Phim, thì hãy nhấn nút subscribe và nút chuông nho nhỏ bên cạnh nút sub để không bỏ lỡ bất kỳ video nào chúng mình ra trong tương lai nhé. Phê Phim xin chào, cảm ơn các bạn đã xem và hẹn gặp lại. He's looking at you, kid. Got it. Look at me. I love you more than I've ever loved anyone.